Ok, thì xin giới thiệu cho các bạn về cái Osmo Pocket 3 hoàn toàn mới mà có cái màn hình 1 inch mạnh mẽ. Về cái cảm biến CMOS đó, có khả năng quay được cái video 10 bit ở tốc độ rất cao, thể lên tới 4K trên 120 khung hình trên giây, đưa video tuyệt đẹp vào lòng bàn tay của bạn thôi. Nói chung là rất là ok. Với cái màn hình cảm ứng xoay 2 inch và lấy nét nhanh toàn điểm ảnh thì cái Pocket 3 này á, mình sẽ đảm bảo rằng là mỗi clip đều được lấy nét hoàn hảo, cho dù là đang quay phim nha, theo chiều dọc hoặc là cái chiều ngang. Về Pocket 3 cũng có một bộ nâng cấp riêng tính năng thông minh, bao gồm là cái Active Track 6.0 á, hiện tại là chế độ tự động phát hiện khuôn mặt tự động rất là hay. Cái chế độ đóng khung để đảm bảo đối tượng của bạn luôn ở trong cái frame hình, ngay cả khi là bạn đang quay phim rảnh tay chẳng hạn. Với kết hợp điều đó với tính năng ổn định 30 và ghi âm thanh nổi, Pocket 3 mang đến cho bạn mọi thứ hoàn toàn, gọi như là cần tạo ra một cái hình ảnh ấn tượng nhất ở bất cứ nơi nào. Nên là mình nghĩ cái Pocket 3 này là một cái sự lựa chọn rất là hợp lý. Nó bao hàm tất cả mọi thứ để bạn làm video, vlog, quay phim, nghiệp dư, tất cả tần tật về quay. Thì mình nghĩ là cái Pocket 3 này là một cái sự lựa chọn hoàn hảo.